Một phần ba số học sinh lớp 12 của ngôi trường này đã chọn cho mình con đường học nghề, thay vì đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học như nhiều bạn. Mỗi bạn một ước mơ, nhưng tự chung lại cũng chỉ muốn có một tương lai nghề nghiệp rộng mở hơn. Nguyện vọng đầu tiên của em là muốn được sang bên Nhật du học và làm điều dưỡng, vì đấy cũng là sở thích của em ạ. Em muốn trở thành một đầu bếp có giá trị và muốn mở được một nhà hàng mang dùng chính sản phẩm của mình để tạo lên thương hiệu của riêng mình ạ. Học nghề để không thất nghiệp, đó là tâm lý của nhiều học sinh hiện nay. Để có sự chuyển biến trong suy nghĩ này, phải đến từ sự định hướng của chính thầy cô, nhà trường và cả xã hội. Các em đăng ký đại học là khoảng 71%, và còn lại khoảng 29% là các em là không đăng ký xét đại học và cao đẳng. Các em sẽ đi thẳng vào các cái trường nghề. Có rất nhiều học sinh mà hiện nay cứ tiếp tục đăng ký để tuyển sinh vào các trường đại học, rồi sau một thời gian tốt nghiệp thì lại quay trở về đi làm công nhân. Thậm chí trên địa bàn chúng tôi đã còn xảy ra tình trạng là các cái công ty ở trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là không tiếp nhận những người có bằng đại học. Tín hiệu vui thể hiện qua những số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo đợt đăng ký nguyện vọng vừa qua. Trong số hơn 257.000 thí sinh không xét tuyển đại học năm 2020, ngoài số ít các em chọn cách xét tuyển vào đại học bằng học bạ, thì con đường du học nghề hoặc chuyển qua học nghề là một sự đảm bảo cho cuộc sống mỗi sinh viên sau khi ra trường. Tôi nghĩ rằng là đấy là một cái tín hiệu tốt cho xã hội, bởi vì là cái thị trường việc làm của chúng ta có thể nói 70% ở trong thị trường tất cả các doanh nghiệp và trong xã hội chúng ta việc làm là ở bậc học cao đẳng và ở bậc học dưới nữa, chứ không phải là dành cho bậc đại học. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho hay, trung bình mỗi năm 2018 và 2019 vẫn có khoảng 200.000 lao động có trình độ đại học trở lên thất nghiệp. Trong khi đó, hàng năm 85% học sinh, sinh viên sau khi học nghề ra trường đều tìm được việc làm có mức thu nhập ổn định từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng. Giỏi cái chuyên môn nghề gì, trong bất cứ nghề gì đều là tốt cả. Đấy. Và nếu như một cái nghề bình thường nhưng mà mình có cái lòng đam mê phi thường thì chúng ta sẽ đạt được thành công.